Kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức cập nhật trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về những tồn tại, vướng mắc và phương án xử lý đối với từng dự án đầu tư xây dựng nhà ở do công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Trong số 14 dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư, có 3 dự án gồm khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside liên quan đến các bản án tòa án nhân dân các cấp đã tuyên. Tuy nhiên đến nay, việc thi hành án vẫn rơi vào bế tắc. Hàng chục người là đại diện khách hàng của 3 dự án khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside do công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã dự đối thoại với công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam, đơn vị phân phối để bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền lợi của mình trước thông tin vụ việc sẽ được xử lý hình sự. Nhiều người đã tỏ ra mệt mỏi và lo lắng cho quyền lợi của mình vì đã theo đuổi vụ khiếu kiện này quá lâu. Vậy đâu là lối thoát cho 1.000 khách hàng trong vụ khiếu kiện đất đai lớn nhất miền Trung này? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Ba dự án tranh chấp của Bách Đạt An. Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư hàng chục dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đối với các dự án bất động sản ở thị xã, địa bàn, có hàng trăm người dân mua đất phản ánh việc họ góp vốn mua đất nền đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đáng nói, cả 3 dự án là khu đô thị Bách Đạt, 7B mở rộng và Hera Complex Riverside đều có tranh chấp, khiếu kiện và đã hết thời gian gia hạn tiến độ thi công vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo chính quyền tỉnh Quảng Nam, các dự án này hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chưa được nghiệm thu hoàn thành dự án, chưa đảm bảo điều kiện để huy động vốn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã ký hợp đồng huy động vốn tại 3 dự án trên với công ty cổ phần đầu tư Nhất Nam. Các nhà phân phối đã tổ chức ký thỏa thuận mua đất nền đối với các lô đất của dự án cho người dân và đã được người mua tự chuyển nhượng nhiều lần trong thực tế. Trong khi đó, tiến độ của các dự án trên không đảm bảo như cam kết với người mua, đã gây ra khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, khu đô thị Bách Đạt có quy mô diện tích 8,17 ha, với 82 hộ có đất bị ảnh hưởng. Dự án đã được tỉnh Quảng Nam giao đất cho một đợt với diện tích khoảng 5,72 ha, diện tích còn lại đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Khu đô thị 7B mở rộng có quy mô diện tích 19,53 ha với 358 hộ có đất bị ảnh hưởng. Khu đô thị Hera Complex Riverside có quy mô diện tích 18,26 ha với 433 hộ gia đình cá nhân tập thể có đất bị ảnh hưởng. Các tranh chấp giữa hai công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam đã được giải quyết thông qua các bản án có hiệu lực pháp luật gồm bản án tranh chấp hợp đồng môi giới đất nền tại dự án 7B mở rộng. Tòa tuyên trong đó có nội dung buộc công ty Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện hợp đồng môi giới đất nền. Biên bản thỏa thuận với công ty Hoàng Nhất Nam. Tương tự, tòa án các cấp cũng đã có bản án liên quan đến dự án Bách Đạt 1, Hera Complex Riverside. Tuy nhiên, việc thi hành án đang gặp nhiều khó khăn. Chủ đầu tư cố tình chây ý. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, tranh chấp hợp đồng giữa công ty cổ phần Bách Đạt An và công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, dẫn đến các dự án bị chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm mà vẫn chưa hoàn thành dự án. Đến nay, một số dự án chưa được giao đất, cho thuê đất, do đó chưa xác định được nghĩa vụ tài chính về đất đai. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện, phải được các cấp thẩm quyền giao đất, xác định giá đất tại thời điểm giao đất và đơn giá sẽ cao hơn rất nhiều so với đơn giá các bên liên quan đã ký hợp đồng đặt cọc, phân phối đất nền và các hợp đồng chủ đầu tư trực tiếp thỏa thuận với người dân. Vì vậy, công ty cổ phần Bách Đạt An có dấu hiệu cố tình chây ý trong quá trình thực hiện dự án nhằm yêu cầu thỏa thuận lại đơn giá với các bên liên quan. Đối với việc thi hành án đối với các bản án đã được Tòa án Nhân dân các cấp có hiệu lực báo cáo cho biết, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đôn đốc yêu cầu công ty cổ phần Bách Đạt An tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên, Bách Đạt An không tự nguyện thi hành, vi phạm các cam kết về nghĩa vụ, thời gian thực hiện các dự án. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án Dân sự, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam đã ban hành các quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc đối với công ty cổ phần Bách Đạt An. Ngày 25 tháng 10 năm 2023, Cục Tòa án Dân sự tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án đối với công ty cổ phần Bách Đạt An tại 3 dự án nói trên. Theo đó, xác định công ty cổ phần Bách Đạt An chưa thực hiện đúng đầy đủ công việc nhất định theo nội dung, các bản án và các quyết định cưỡng chế buộc phải thực hiện công việc. Kết quả tổ chức thi hành án cho thấy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã có trách nhiệm trong việc đôn đốc tạo điều kiện cho Bách Đạt An thực hiện việc triển khai dự án như tổ chức nhiều phiên họp, ban hành thông báo kết luận, thành lập tổ giúp việc để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc triển khai các dự án. Thế nhưng Bách Đạt An vẫn không thực hiện theo đúng nội dung của bản án đã tuyên. Bộ Công an đề nghị điều tra làm rõ.
Ngày 4 tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã họp với các đơn vị sở ngành để giải quyết khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết các nội dung liên quan đến các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại đô thị mới Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Trong đó, tại cuộc họp ngày 5 tháng 4 năm 2024 do Cục Thi hành án dân sự tổ chức, Công ty Cổ phần Bách Đạt An có cam kết hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước trong tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên đến nay do khó khăn chưa thực hiện được. Đại diện Bách Đạt An cũng cho biết sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước sau 20 ngày kể từ ngày họp và chứng minh năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án để được gia hạn trước ngày 4 tháng 6 năm 2024. Trong đó bao gồm kinh phí đảm bảo thực hiện nghĩa vụ ký quỹ các dự án, kinh phí để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn, kinh phí trực tiếp triển khai thi công và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn cũng đã đề xuất xem xét thu hồi, chấm dứt hoạt động các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Trong khi đó, đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An đầu tư và các vi phạm của công ty đã được cơ quan cảnh sát điều tra thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan và đã được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Bộ Công an cũng đã đề nghị điều tra xử lý. Do đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh để thống nhất việc điều tra xử lý theo quy định. Vào chiều ngày 29 tháng 5, đại diện các khách hàng liên quan đến vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới giữa Công ty Cổ phần Bách Đạt An, chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam, môi giới đã có buổi đối thoại về các phương án đảm bảo quyền lợi cho số khách hàng nếu vụ việc được chuyển qua hướng hình sự. Tại buổi đối thoại, đại diện khách hàng đã nêu ra ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ra quyết định số 2450 ngày 10 tháng 7 năm 2017 cho phép chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư của 14 dự án trên địa bàn tỉnh từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty Cổ phần Bách Đạt An. Trong đó có 3 dự án gồm khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị Bách Đạt. Các khách hàng cho rằng, tại thời điểm chuyển giao chủ đầu tư hai công ty này là hai pháp nhân độc lập, không phải là công ty mẹ, công ty con. Công ty Cổ phần Bách Đạt An nhận chuyển giao nhiệm vụ đầu tư từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Bách Đạt của 14 dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong khi vốn điều lệ của công ty này là rất thấp, không đủ năng lực. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tranh chấp hiện nay. Ông Trương Văn Hào, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam cho biết, nếu giải pháp cuối cùng là khởi tố vụ án, thu hồi dự án, thì đây là quyết định của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nếu trường hợp này xảy ra, Hoàng Nhất Nam cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức đấu thầu lại các dự án theo quy định và để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Hoàng Nhất Nam sẽ tham gia thực hiện dự án với vai trò là doanh nghiệp có năng lực để hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng của mình. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày 21 tháng 5 năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt thêm 3 bị can. Như vậy, tính đến nay, Công an đã khởi tố 26 đối tượng liên quan đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn. Các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1979, nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn. Lê Huy Hoàng, sinh năm 1986, phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn. Cao Xuân Hiệp, sinh năm 1984, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn. Theo cơ quan công an, Nguyễn Thế Hùng và Cao Xuân Hiệp bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ. Lê Huy Hoàng bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 23 đối tượng liên quan đến hành vi đưa nhận hối lộ. Đây là vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất từ trước đến nay thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng năm 2020-2022, do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư của các dự án, tình hình đất đai trên địa bàn thành phố Sầm Sơn có nhiều biến động. Lợi dụng nhu cầu của người dân làm các thủ tục liên quan đến đất đai, một số đối tượng đã câu kết với những cán bộ làm việc tại văn phòng đăng ký đất đai, phòng tài nguyên và môi trường, địa chính phường, chi cục thuế, đứng ra làm trung gian, nhận khoán hồ sơ giấy tờ đăng ký biến động đất đai cho người dân và lấy một khoản tiền chi phí từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng.
Sau khi nhận hồ sơ và tiền của người dân, các đối tượng móc nối và đưa tiền cho cán bộ văn phòng đăng ký đất đai do các đối tượng đã quen biết từ trước để làm thủ tục hồ sơ. Tùy theo mối quan hệ vị trí vai trò của từng bộ phận mà tỷ lệ ăn chia có sự khác nhau. Người dân không gửi tiền chi phí sẽ bị gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian. Thậm chí nhiều lần nộp nhưng không được tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn cụ thể. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh, làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ của các đối tượng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối với các đối tượng có liên quan. Ngày 25 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng khu khách sạn Hanvet tại khu du lịch biển Xuân Thành, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân với quy mô 9 tầng, bể bơi, khu vui chơi trẻ em và các hạng mục công trình phụ trợ khác. Dự án do Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y 88 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 50 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân đã thu hồi đất, trong đó có thửa đất số 532, tờ bản đồ số 2, bản đồ 299, diện tích 1.456m2 tại thôn 4, nay là thôn Thanh Long, xã Xuân Thành, có nguồn gốc của ông Trịnh Huấn và bà Phan Thị Duôn để thực hiện chủ trương xây dựng khu nghỉ mát Xuân Thành. Sau khi thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân huyện đã cho các cá nhân tổ chức thuê để xây dựng và kinh doanh thương mại. Năm 2020, diện tích đất trên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y quản lý, vận hành và kinh doanh khách sạn. Ngày 19 tháng 4 năm 2022, dự án khách sạn Hanvet được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, khi công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục để đưa vào hoạt động, phía Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân và chủ đầu tư bất ngờ nhận được đơn khởi kiện đòi đất của ông Trịnh Xuân Hà. Ông Trịnh Xuân Hà cho rằng, thửa đất xây dựng khách sạn Hanvet do bố mẹ ông là ông Trịnh Huấn và bà Phan Thị Duôn sau khi mất đã để lại cho anh em. Sau đó, anh em đã thống nhất cho ông Hà sử dụng. Đến năm 1992, nhà ở bị hư hỏng do mưa bão nên ông Hà đến nhà ở bác ruột là Trịnh Hiền. Năm 1993, chính quyền cho người và máy móc đến tháo dỡ nhà của ông để thực hiện dự án. Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân cũng thừa nhận, phần đất đang xây dựng khách sạn Hanvet có nguồn gốc là của bố mẹ ông Hà sử dụng từ trước năm 1980, có tên trong bản đồ số 299, nhưng bản đồ 299 không phải là tài liệu xác định quyền sử dụng đất. Từ năm 1992 đến năm 1997, thửa đất này không có ai sử dụng. Sau đó, thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân khóa 16, năm 1995, Ủy ban Nhân dân huyện gửi tờ trình xin Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án khu bãi tắm Xuân Thành và được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý, giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân được cấp quyền sử dụng đất, đảm bảo đúng nguyên tắc. Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân đã thu hồi đất, trong đó có hơn 1.456m2 nguồn gốc của bố mẹ ông Hà để thực hiện chủ trương trên. Phần đất ông Hà khởi kiện đang được cấp phép do Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y xây dựng khách sạn Hanvet. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân cho biết, thời điểm thu hồi, trên đất không còn tài sản gì của ông Hà và gia đình ông Hà, cũng không còn quản lý, sử dụng đất, nên đất do Ủy ban Nhân dân huyện quản lý. Do vậy, Ủy ban Nhân dân huyện không ban hành các thủ tục đòi thu hồi đất. Gia đình ông Hà không thuộc trường hợp được xem xét bồi thường. Ủy ban Nhân dân huyện thấy bế tắc. Sau nhiều lần đòi đất bất thành, ông Trịnh Xuân Hà đã viết đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân đã lấy đất của ông Hà giao cho các tổ chức cá nhân khác, nhưng không ban hành văn bản và không thực hiện các thủ tục thu hồi đất, không xem xét nguồn gốc đất để thực hiện việc xem xét bồi thường, hỗ trợ tái định cư là thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật và chưa đảm bảo quyền lợi của gia đình ông Hà. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhận định, việc ông Trịnh Xuân Hà khởi kiện yêu cầu tuyên hủy toàn bộ nội dung công văn số 1297 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân và buộc Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân trả lại đất cho gia đình ông Hà hoặc giao thửa đất khác có giá trị tương đương hoặc bồi thường số tiền tương đương với giá trị sử dụng đất là có cơ sở. Tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định buộc Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân thực hiện công vụ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trịnh Xuân Hà theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên đến nay, gia đình ông Hà vẫn chưa được trả lại đất hay bồi thường giá trị đất như quyết định của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, huyện đang bế tắc, chưa có hướng xử lý sau bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Theo ông Nguyễn Viết Hưng, mảnh đất mà ông Hà khởi kiện đang giao cho doanh nghiệp xây dựng khách sạn Hanvet với số vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Đây từng là bãi ngang ven biển, tại thời điểm thu hồi, mảnh đất cho không ai lấy.
Song đến nay, nó lại trở thành đất có giá trị vì nằm cạnh đường lớn, sát khu du lịch biển Xuân Thành. Ông Hưng cho rằng, để xảy ra khởi kiện do cách đây khoảng 30 năm, tại thời điểm thu hồi đất, quản lý nhà nước về đất đai chưa chặt chẽ. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã thu hồi, hủy văn bản số 1297. Tuy nhiên, nội dung mục 1.2 của bản án mà Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên buộc Ủy ban Nhân dân huyện phải thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho ông Trịnh Xuân Hà là chưa rõ. Phó Chủ tịch huyện Nghi Xuân cho biết, chúng tôi đã gửi hai văn bản nhưng Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội chưa trả lời. Huyện thấy bế tắc, chúng tôi đang giao cho Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên Môi trường, tham mưu để lấy ý kiến lãnh đạo các sở, ban ngành, hỗ trợ trong việc thi hành án. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!